Quý vị và các bạn thân mến, với mỗi người dân dùng sông nước miền Tây, có lẽ hiếm có loại bánh nào ngon hơn bánh được làm từ cháy bếp nhà mình. Chỉ từ bột gạo, bột nếp và những nguyên phụ liệu thân quen hàng ngày, người miền Tây đã có thể làm ra thành hàng trăm loại bánh ngon. Có loại thì đơn giản nhưng cũng có loại rất cầu kỳ tinh tế. Sự sáng tạo cũng là yếu tố quan trọng để bánh quê luôn hấp dẫn mãi đến tận bây giờ. Hơn 2 thế kỷ tồn tại, làng bánh tráng Thuận Hưng thuộc phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt là làng nghề lâu đời nhất nhì ở Cần Thơ. Ở đây, bà Hà Thị Sáu là nghệ nhân có tiếng với gần 40 năm theo nghề. Truyền thống mình bằng cái nghề này nè, giờ người ta thích cái nghề này lắm luôn. Có bánh tráng này ha, giờ dễ lắm, người ta mua, người ta cho rồi đó. Chứ cái nghề này thì cực dữ lắm luôn, mà giờ mình mần quen rồi, mần hoài. Nhờ được chuộng từ chỗ chỉ tập trung vào mùa Tết, giờ bà con sản xuất quanh năm. Đều đặn mỗi ngày, chị Liên có gần 3.000 bánh mới để bán. Những cái bánh mỏng dánh mà giúp cả nhà no ấm suốt 20 mấy năm nay. Không biết có làm giàu không mà mình cũng được cái nhà tượng. Nói cho vui thôi thì mình cũng kể như là xóa đói giảm nghèo đi, mình cũng khỏi được cái cảnh nghèo. Cũng có ăn có sống hàng ngày. Cũng dư giả chút đỉnh. Trẻ đi nghề khác không, mình phóng đi nghề khác không à. Cái nghề này là chỉ là dân sồn sồn gì không à. Cũng khởi nguồn bằng đam mê, nhưng ở gian bếp này, những người giữ lửa cho từng mẻ bánh lại còn rất trẻ. Từ kinh nghiệm của ông bà, chị Trân và bạn bè từng bước thử nghiệm để làm mới bánh quê. Ông bà ta hồi xưa thường hay có chuối, buồn chuối có, rồi có bột gạo, là cứ vậy là làm ra bánh thôi à. Chứ không có gì, còn bây giờ thì mình biến tấu hơn nữa. Ở đây có bánh chuối sô-cô-la, hoặc là bánh chuối xốp, mình ủ men xíu thôi. Còn bánh bò cũng vậy nữa, hồi xưa thì ông bà ta thường thấy làm màu trắng không à. Nhưng mà ở đây thì mình làm ngũ sắc luôn. Màu gốc nè, rồi màu tím lá cẩm, rồi màu xanh hoa đậu biếc. Giữa thời của bột làm sẵn, cái cối đá chỉ để gợi nhớ về ngày xưa. Nhưng bánh quê thì khác. Khi tìm được sức sống mới, ngoài giá trị ẩm thực và văn hóa độc đáo, bánh dân gian Nam Bộ còn có vai trò trong việc thu hút đầu tư và phát triển du lịch.